Thông tin về cơn bão số 3 sẽ mở đầu bản tin thời tiết và môi trường. Bão số 3 đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 km và cường độ có khả năng suy giảm. Dự báo đến 13 giờ chiều nay, 1 tháng 9 năm 2023. Bão số 3 ở trên vùng biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, không đổi hướng di chuyển, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Khu vực chịu ảnh hưởng, phía bắc khu vực Bắc Biển Đông. Chuyển sang thông tin thời tiết trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh trở lại nên mưa đang có xu hướng tăng dần. Trong trưa chiều và tối nay 1 tháng 9 năm 2023, nhiều nơi có mưa rào và dông rải rác, vài nơi mưa vừa, mưa to, kèm dông mạnh. Diễn biến thời tiết ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh như sau. Khu vực phía bắc của tỉnh gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía bắc huyện Xuyên Mộc. Ngày nắng, trưa chiều có mưa rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 30-32 độ, độ ẩm 81-86%. Khu vực ven biển gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và phía nam huyện Xuyên Mộc. Ngày nắng, chiều có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ 30-32 độ, độ ẩm 82-87%. Huyện Côn Đảo, ngày nắng có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, độ ẩm 80-85%. Hải Văn, vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, từ Vũng Tàu đến Côn Đảo có mưa rào và dông, tầm nhìn xa giảm xuống dưới 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 1 tháng 9 năm 2023, nước lớn, mức cao nhất 397cm vào lúc 13 giờ 45 phút và nước ròng, mức thấp nhất 30cm lúc 21.